Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một dự án có tên là Synapse Network. Thì dự án Synapse Network này nó có một chương trình để góp cho mình nhận token XNB nè các bạn, thì dành cho tất cả các cộng đồng nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click xuống phần link mô tả dưới video, các bạn làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn bấm vào click Hitu Confirm nè các bạn. Rồi mình đã nhận được hai một enter nữa các bạn. Tiếp tục các bạn nhấp vào wallet nè các bạn. Sau đó thì các bạn gửi địa chỉ ERC20 trên giấy chút wallet tất cả các bạn nha bạn, hoặc là MetaMask. Rồi các bạn sao chép địa chỉ ETH mình nha bạn. Rồi các bạn gửi cho bỏ nó nè. Rồi các bạn bấm vào continue nha bạn. Rồi sau đó các bạn đi with network nữa nè. Rồi trên tờ Twitter thì các bạn like nè các bạn. Mạng yếu quá. Rồi các bạn thích nè, các bạn thử quýt lên nè. Sau đó các bạn bắt đắp lên nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue. Nó sẽ unlock ra 46 mục nữa quá. Ít chứ. Ít chứ. Rồi nhiệm vụ tiếp theo thì các bạn follow tại Twitter nè các bạn. Không sao hết, càng nhiều mục thì mình càng tích điểm cao chứ không có các bạn. Mà mình yếu quá các bạn. Rồi tiếp tục trên đây thì bạn nhấp vào follow thôi các bạn. Rồi trên Twitter thì các bạn theo dõi nè, rồi bạn bắt up lên. Rồi bạn bấm vào continue nè. Rồi bạn follow Twitter nè. Twitter thì bạn theo dõi nè, rồi bạn bắt up lên. Rồi bạn bấm continue nè các bạn. Tiếp tục các bạn retweet network nè. Các bạn thích nè các bạn. Rồi các bạn retweet lại nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lên nè. Các bạn bấm continue nè các bạn. Sao lâu vậy ta? Rồi các bạn vào đây các bạn tự quýt Twitter nữa cái nữa nè. Bấm vào tự quýt nè. Bạn đang đăng test nè các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Giờ bấm continue nha các bạn. Rồi các bạn ghi quýt nè. Rồi bạn like nè. Thích nè, tôi quýt lên nè. Rồi bấm đắp lên nè các bạn. Bấm continue nè các bạn. Rồi watch video YouTube như cái đó nè các bạn. Nhấp vào xem video YouTube nó 5 phút nè các bạn. Giờ bạn đăng ký nè các bạn. Rồi bấm like luôn đi các bạn. Rồi bấm đắp lên nè. Submit dinitro slash. Rồi sau khi các bạn watch video xong thì bạn nhấp vào mũi tên nè các bạn. Các bạn chọn đại UB đi các bạn. Rồi bạn bấm continue. Rồi tiếp tục join kênh Telegram, kênh group, kênh channel nữa nè. Trên kênh Telegram là bạn bấm join sao các bạn, limit luôn. Rồi bỏ con các bạn. Rồi tất cả các bạn join sao các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên nè, bạn nhấp 3 cái anh cùng nè. Vào setting, copy username bên chỗ này nè các bạn. Cộng anh 3 số 1, 3 số 2. Các bạn dán vào đây. Các bạn bấm continue các bạn. Rồi tiếp tục xem tiếp kênh group nó nè. Limit nữa ta. Follow channel để bỏ kênh các bạn. Không biết bỏ kênh nào luôn ta. Rồi bạn join sao các bạn. Sao không có cấp cha các bạn, chạy xíu lướt cấp cha các bạn. Rồi ok các bạn lướt cấp cha để join vào group các bạn. 7972 13.
Rồi mình đã join được rồi các bạn. Nhưng mà này không lướt captcha là không có join được nè. Rồi bạn bắt đứt lên nè. Rồi bạn điền vào username Telegram tất cả các bạn nha bạn. Nó mới cộng điểm các bạn. Rồi bấm continue các bạn. Rồi follow minimum nè. Máy quá chậm. Trên minimum thì các bạn vào follow nha các bạn. Bấm vào follow nè. Gọi xuống đây vô tay mới nhảy cái được các bạn. Rồi bạn bấm đáp lên nè. Rồi bạn bấm continue nè. Rồi bạn follow Liquid nè. Rồi bạn follow nè. Rồi bạn bấm đáp lên nè. Continue nè. Rồi các bạn đăng ký website của nó nè. Xem video follow mà của MarketCap. Website này mình đăng ký sao được các bạn. Tiếp tục thì mình follow của MarketCap này các bạn. Xem qua website của nó luôn đi. Qua tài nhiệm vụ. Rồi các bạn bắt đập được thôi bạn. Chỉ nhấp vào đó gì thôi. Rồi tiếp tục follow của MarketCap nè. Rồi trên của MarketCap thì bạn bấm vào up to wallet nha bạn. Cầu này 0.69 đô cho một cặn người ta. Rồi các bạn xuống đây các bạn like cho nó cái luôn đi. Thôi bạn up to wallet là được các bạn, bạn bấm bắt up lên nè. Rồi bạn bấm vào continue nữa. Rồi sau đó các bạn bấm vào một ghép link nè, lấy link ghép chia sẻ cho bè những người thân các bạn. Sau đó các bạn đăng ký website của nó nè. Website. Rồi, gì là xong các bạn, chỉ việc nhấp vào đăng ký website là được, tự login vào Google mình luôn. Ok, vậy các bạn gì việc lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ nhé.